dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Do vậy, nhiều người dân vẫn có tâm lý lo lắng, cẩn trọng mua sắm, tích trữ hàng hóa nhiều hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng thực phẩm sạch và chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, thì giá cả của các mặt hàng thiết yếu, lương thực thực phẩm vẫn tương đối ổn định. Một số mặt hàng chỉ tăng nhẹ giá so với thời điểm trước dịch. Mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhưng siêu thị, chợ và cửa hàng bán các mặt hàng thiết yếu vẫn mở cửa để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Vài ngày trước khi yêu cầu cách ly xã hội được thực hiện vào ngày 1 tháng 4, do tâm lý lo lắng, tích trữ đồ ăn của người dân nên nhu cầu thị trường tăng đột biến, dẫn đến nhiều hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng. Tuy nhiên, ngay sau đó, các cửa hàng, siêu thị đã có kế hoạch bổ sung, đảm bảo đầy đủ hàng hóa, phục vụ người dân. Các cơ quan chức năng kết hợp tuyên truyền người dân không tích trữ đồ ăn nên hiện tại gần như các mặt hàng đều bình ổn về giá. Nói chung là có bắt đầu dịch ấy thì cũng có cái ví dụ như là những cái hàng người ta không được thông thương ấy thì nó cũng có đắt lên. Thế nhưng mà đến bây giờ thì nói chung là ổn định nhé. Tuy nhiên, khảo sát thị trường tại các chợ ngày hôm nay cho thấy riêng đối với mặt hàng thịt lợn, giá cả lại tăng nhẹ so với những ngày trước. Mặc dù đã có thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ kêu gọi đưa thịt lợn hơi xuống dưới mức 60.000 đồng một kg, nhưng giá thịt lợn trên thị trường ngày hôm nay vẫn ở mức cao, trung bình dao động từ 130 đến 150.000 đồng một kg bán ra. Theo các tiểu thương, lý do giá cả thịt lợn tăng vì nguồn cung mặt hàng này đang khan hiếm. Trước khi là Chính phủ đưa ra cái nghị quyết là xuống thì giá thịt lợn là 70. Nhưng mà lúc đấy là nhập vào đã là 80 rồi. Nhưng mà trong những cái ngày đấy thì bây giờ là thịt lợn nó lại lên đến 90. Thế đâm ra là bán rất là khó khăn. Nhìn chung thị trường trong thời gian giãn cách xã hội, hàng hóa vẫn phong phú, phục vụ đầy đủ cho nhu cầu hàng ngày của người dân, không xảy ra tình trạng găm hàng hay đẩy giá lên cao.